ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ thứ hai ngày 13 tháng 5. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong hôm qua. Các tin tức quan trọng nhất chắc chắn đến từ tiền tuyến Kharkiv. Mình đã thay đổi lại hệ thống bản đồ để thể hiện bước tiến của quân đội Nga trong vài ngày qua. Với hai khu vực này, ta có thể tạm gọi chúng là miền Tây và miền Đông của chiến dịch. Chắc hẳn bạn cũng đang theo dõi rất nhiều kênh tin tức cùng với các mapper khác, và họ cũng đã thay đổi hệ thống bản đồ của mình. Việc hiểu rõ tại sao các mapper trên lại thay đổi như vậy là rất quan trọng. Mình và đội ngũ của mình sau khi phân tích thì đưa ra kết luận là ta có thể chia các bước tiến của quân đội Nga thành 4 nhóm như sau. Nhóm đầu tiên thì khá quen thuộc, đó là các bước tiến dựa trên các video đã được xác minh vị trí. Với nhóm này thì hôm nay chúng ta có vài video. Video đầu tiên là ở khu định cư Pina, cho thấy quân đội Ukraine, hay chính xác là lữ đoàn cơ giới hóa số 42, sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào xe bọc thép của quân đội Nga, bị bỏ lại phía nam khu định cư. Xác minh 100% quyền kiểm soát của người Nga ở đây, khả năng cao họ còn đã chiếm được hàng cây này cùng các khu vực lân cận. Video thứ hai thì ở sát biên giới, vẫn là máy bay không người lái Ukraine lao vào những chiếc xe thiết giáp bị bỏ lại. Khả năng cao là quân binh Nga thì đã vượt biên thành công, cho nên họ mới bỏ lại phương tiện của mình. Tất nhiên là cả hai video này không phải là video mới. Sự kiện trong video có thể đã xảy ra cách đây một vài ngày, nhưng dù sao thì chúng ta cũng thấy chính xác các bước tiến của quân đội Nga. Nhóm thứ hai là những thay đổi bản đồ dựa trên báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Trong bản cập nhật hôm qua, mình có nói là mình muốn chờ báo cáo thường nhật của họ để xác định rõ tình hình. Hôm nay thì họ đã đưa lên, nội dung khá thú vị, cụ thể như sau. Sau kết quả của các đợt tấn công, các đơn vị của nhóm lực lượng Sever hay nhóm quân Bắc đã giải phóng Borisovka, Ogosovo, Pletenevka, Panaya và Shelekya ở vùng Kharkiv. Ở trên hệ thống bản đồ, đây là Borisovka, tên viên có thể hơi khác một chút. Đây là OHCV nằm ở phía tây bắc Vochan. Đây là Pletenevka, một khu định cư nằm sát biên giới. Còn đây là Shelekya. Trong bản cập nhật hôm qua thì chúng ta đã thảo luận về khu định cư này. Càng cảnh tình lúc đó cũng thông báo rằng đây là khu định cư đầu tiên mà quân đội Nga đánh vào. Chúng ta đến với nhóm tin tức thứ ba, cũng là nhóm tin được các mapper dựa vào nhiều nhất để thay đổi hệ thống bản đồ của họ. Chính là những tin tức được đưa lên từ các kênh tin chính thống của các đơn vị. Nếu như bạn chưa biết thì những lữ đoàn hay các đơn vị của quân đội Ukraine và quân đội Nga đều có kênh Telegraph hay X riêng của họ. Trận đánh nào mà họ tham gia thì họ sẽ thường xuyên cập nhật tin tức về kết quả của các đợt giao tranh. Đối với kênh Telegram của nhóm quân Bắc, họ cho biết sau ngày 11 thì quân đội Nga đã thành công chiếm đóng 3 khu định cư có tên Krasnoye, Morokhovets và Olenikovo. Ở trên hệ thống bản đồ thì đây sẽ là 3 khu định cư nằm cạnh nhau. Đây là Krasne, đây là Morokhovets và đây là Olenikove. Ngoài ra, nhóm quân này còn bổ sung thêm rằng ở khu vực Vochan thì lực lượng đã giành được khu định cư có tên là Hatiche. Đây là Hatiche đã bị quân Nga chiếm theo như nhóm quân Bắc. Nó nằm cạnh OHCV cũng đã bị chiếm theo như báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Đọc tiếp bài đăng của nhóm quân này thì ta còn có được một thông tin rất quan trọng nữa, và cũng đã có được chỗ đứng ở phía tây bắc ngoại ô Starisa. Đây là Starisa. Ta có thể đưa ra kết luận rằng có vẻ như người Nga đã xuất phát từ Murom, thực hiện một mũi tấn công như thế này, tức là băng qua biên giới đến khu rừng rồi sau đó đến phía tây bắc khu định cư. Mục tiêu của quân đội Nga khi đánh vào thị trấn này thì quá rõ rồi. Họ muốn dẫn sâu hơn nữa để có thể kiểm soát cây cầu này. Đây là cây cầu nằm trong tuyến đường hậu cần của quân đội Ukraine đến Vovchan. Kiểm soát được nó sẽ là một bước nữa trong công cuộc bao vây thành phố. Như chúng ta đã cùng thảo luận trong các bản cập nhật lần trước, quân đội Nga đang muốn tạo ra một cái nồi hầm ở thành phố này. Tóm tắt lại ba nhóm tin mà mình vừa liệt kê. Đầu tiên là những thay đổi dựa trên video xác minh vị trí. Thứ hai là những thay đổi dựa theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Và thứ ba là những thay đổi dựa theo thông báo từ kênh tin chính thức của nhóm quân Sever hay nhóm quân Bắc. Cả ba nhóm tin này hiện đều đang cho thấy quân đội Nga tiến bước rất nhanh ở cả hai mạn sườn phía đông và phía tây chiến dịch.
Ta tiếp tục đến với nhóm tin thứ tư, cũng là nhóm tin cuối cùng mà chắc chắn bạn cũng khá quen thuộc. Đó là những tin đồn và suy đoán từ phía các kênh tin mà chưa có nguồn xác minh cụ thể. Ví dụ như tin tức này, chuyên gia quân sự Rybak cho biết quân đội Nga từ phía Zhurabliovka đã thành công vượt qua biên giới, xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine ở Kudivka và chiếm đóng toàn bộ thị trấn. Hiện tại thì cả Bộ Quốc phòng Nga lẫn nhóm quân Bắc đều chưa xác minh tin tức này. Dù sao thì Rybak cũng là một kênh tin khá uy tín nên mình vẫn quyết định đưa nó lên. Tin đồn tiếp theo, quân đội Nga đã dấn sâu hơn nữa về phía Nam để đánh vào khu định cư có tên Lyubokhe. Hiện đã chiếm được toàn bộ khu định cư hoặc ít nhất là tiến vào nó. Theo mình thì nếu tin tức này là đúng thì người Nga mới chỉ có mặt ở khu nông trại phía Bắc mà thôi, chứ họ chưa thể nào chiếm toàn bộ thị trấn được. Do đây là một con sông chia cắt hai phần của khu định cư, họ sẽ gặp phải một vài vấn đề nếu như muốn vượt qua nó. Chưa hết, một số nguồn tin thông báo quân đội Nga còn đã tiến công về phía khu định cư có tên Zelene và hiện cũng đã kiểm soát toàn bộ khu định cư. Vậy dù rằng những tin tức trên chưa được xác minh, nhưng phần nào đó nó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn diễn biến và kế hoạch của quân đội Nga ở mạn sườn phía Tây chiến dịch. Đối với mạn sườn phía Đông hay khu vực Vochan thì chúng ta chỉ có duy nhất một khu vực chưa được xác minh mà thôi. Và ta cũng đã thảo luận về tin tức này trong bản cập nhật lần trước. Quân đội Nga vượt qua biên giới, đánh vào khu định cư có tên là Zhibine và hiện đã kiểm soát toàn bộ khu định cư. Vậy một vùng lãnh thổ như thế này cũng có khả năng đã thuộc về quyền kiểm soát của quân đội Nga. Ngoài ra, chúng ta còn có một số thông tin đến từ các kênh tin mà mình tạm gọi là chưa đủ uy tín hoặc là tin tức của họ không chính xác 100%. Đầu tiên, họ cho biết quân đội Nga hiện còn đang hướng về phía khu định cư có tên là Tenova. Tuy nhiên, như mình đã vừa nói, thì họ không đủ uy tín, cho nên chúng ta sẽ không thay đổi hệ thống bản đồ. Cũng là nguồn tin này, họ chia sẻ rằng mục tiêu của quân đội Nga sau khi chiếm được Zhibine là sẽ rẽ sang phía Tây đến các khu định cư như Volokhivka, Krechne và sau đó là dọc theo tuyến đường giao thông này thực hiện một đợt tấn công chớp nhoáng nhắm vào Bily Kolodias. Rất khó để xác định xem người Nga sẽ làm thế nào để có thể khoét sâu vào lãnh thổ của người Ukraine đến mức như thế này. Nhưng ai mà biết được, không ai trong chúng ta có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong ngày mai. Chúng ta có một bức hình cho thấy các điểm cháy bất thường ở khu vực này. Chúng trùng khớp với hai mũi tấn công chính của quân đội Nga ở mạn sườn phía Tây và phía Đông của chiến dịch như ta vừa thảo luận. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua một chủ đề khác. Đó là người Nga đang toan tính điều gì và đến lúc này thì họ đã đạt được những gì. Đầu tiên, đối với mục tiêu trước mắt của quân đội Nga thì ta có thể chắc chắn luôn là họ đang muốn chiếm hai thành phố lớn ở hai mạn sườn là Lipsy cùng Vochan. Đối với Lipsy thì quân đội Nga vẫn còn đang cách rất xa. Tuy nhiên đối với Vochan thì có thể nói là khu định cư này hiện đã bị đặt vào trong thế bao vây ít nhất là từ hai hướng, phía Tây và phía Bắc. Và có thể sẽ còn có cả phía Đông nếu như những tin đồn là chính xác. Trong 24 giờ qua thì chúng ta có video này cho thấy quân đội Nga tấn công tên lửa vào một đập nước thuộc cung đường nối liền thành phố Kharkiv với Vochan. Tất nhiên chỉ với một đợt tấn công thì nó không thể nào làm sụp đổ hoàn toàn khả năng hậu cần của quân đội Ukraine về phía Bắc. Nhưng chí ít thiệt hại này có thể coi là tương đối lớn. Vì thế người Ukraine chắc chắn sẽ phải suy tính xem làm sao để họ có thể ổn định được lực lượng chi viện cũng như tiếp tế được đưa tới Vochan. Ngoài ra chúng ta còn có một video khác ở gần ngôi làng có tên là Tikhe nằm ở phía đông Vochan và phía nam biên giới. Quân đội Nga đã phá hủy cây cầu ở đây bằng đạn pháo Krasnopol hay tên lửa gì đó. Nhìn từ góc này thì mình cũng không thể xác định được rõ. Đây không phải là một cây cầu lớn, nhưng có thể là quân đội Ukraine trước đó đã sử dụng nó để đưa lực lượng đến Tikhe hay cũng có thể là đến Zhibene ở đây. Khu định cư mà theo như tin đồn thì đã thuộc về quân đội Nga. Đừng quên rằng trong hôm qua, chúng ta cũng có một video cho thấy cây cầu ở ngay bên trong Zhibene bị phá hủy. Vậy nếu như tổng hợp lại, có ít nhất là 3 cây cầu thuộc khu vực Vochan hay liên quan đến cung đường hậu cần của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Thứ nhất là đây, thứ hai là đây, và thứ ba là đập nước phía nam, chắn ngang sông Severodonetsk, Donbass. Có thể nói 50% khả năng hậu cần của quân đội Ukraine đến Vochan đã bị tiêu diệt. Do đó, giờ đây việc ta hiểu rõ và nắm bắt được chính xác các bước tiến của quân đội Nga ở Staritsa là rất quan trọng. Vì như mình vừa phân tích cách đây vài phút, nếu như quân đội Nga mà tiến sâu hơn, chiếm được thêm một vùng lãnh thổ như thế này, thì họ sẽ có thể kiểm soát cây cầu ở đây. Và lúc đó thì lại một cung đường tiếp tế nữa của người Ukraine bị cắt đứt. Có thể là quân đội Ukraine sẽ vẫn còn một vài cây cầu pháo chạy dọc theo dòng sông.
Tuy nhiên, câu phao thì chắc chắn là không đủ để họ có thể điều động chỉ viện và tiếp tế cho cả một khu vực lớn như Vôp Chăn. Thêm nữa, bản đồ địa hình cho chúng ta biết khu định cư Tỳ Khè nằm trên một ngọn đồi và nó là cao điểm cao nhất trong toàn bộ khu vực này. Tức là nếu như quân đội Nga mà chiếm được khu định cư thì lúc đó họ có thể phóng tầm kiểm soát của mình ra khắp nơi và không gì có thể qua mắt được họ. Tình hình ở khu vực Vôp Chăn này của quân đội Ukraine có thể nói là đang cực kỳ đáng báo động. Những đợt dồn hỏa lực bằng pháo binh cùng với bom FAB thì vẫn được người Nga thực hiện đều đặn. Quân Ukraine dù rằng vẫn có dấu hiệu phản kháng, nhưng đến 9 giờ tối ngày hôm qua thì ta đã nhận được một tin tức rằng họ đang bắt đầu quá trình rút lui về thành phố Kharkiv. Tổng kết lại, trận chiến cho Vôp Chăn có thể nói là đã được người Nga giải quyết xong xuôi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ chiếm đóng toàn bộ thành phố này. Ta sẽ nói thêm một chút về thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Bên cạnh những thông tin quan trọng mà mình đã phân tích lúc nãy, thì chúng ta có một vài con số khác. Quân đội Nga trong hôm qua đã bắt giữ được 34 lính Ukraine, phá hủy một hệ thống tên lửa Vampire của Cộng hòa Séc, một hệ thống lựu pháo tự hành Seja của Pháp, một hệ thống lựu pháo tự hành Bogdana, một hệ thống lựu pháo D-20 và một hệ thống lựu pháo D-30. Vậy, người Ukraine đã tổn thất rất nhiều pháo binh trong 24 giờ qua. Và thậm chí, chúng ta còn có cả những video cho chuyện này. Ví dụ như video này cho thấy chiếc Bogdana bị phá hủy. Theo như trong video, thì nó đã bị phá hủy bằng UAV cảm tử Lancet. Hay video này, tổ hợp tên lửa Buk-M1 vừa mới có mặt ở đây. Không phải là nó ở đây từ vài tháng hay vài ngày, mà vừa mới xuất hiện thì ngay lập tức đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra thì có cả video này, một hệ thống tên lửa Vampire đường quân đội Ukraine đưa ra tiền tuyến và đang dội hỏa lực vào khu vực nào đó. Khả năng là họ vẫn nhắm đến Belgorod như thường lệ. Sau khi dội hỏa lực xong, thì quân Ukraine đã đem giấu nó đi. Nhưng tiếc rằng, chẳng có gì qua mắt được người Nga. Hệ thống tên lửa này nhanh chóng đã bị phá hủy bằng tên lửa Iskander. Ngoài ra, chúng ta còn có được rất nhiều video và hình ảnh ở Belgorod cho thấy quân đội Ukraine dội hỏa lực liên tục vào thành phố này. Tuy nhiên, khi chỉ nói về những video cho thấy các hệ thống pháo binh và phòng không của người Ukraine bị phá hủy, thì chỉ có một thứ duy nhất hiện ra trong đầu mình. Đó là quân đội Ukraine hoàn toàn không hề chuẩn bị để đối phó với chiến dịch này của quân đội Nga. Khi chiến dịch được kích hoạt, quân đội Ukraine đưa ồ ạt phòng không và pháo binh ra tiền tuyến, nhưng chúng chẳng được hỗ trợ hay che chắn bởi bất cứ thứ gì. Có thể họ nghĩ rằng thà tấn công được một lần còn hơn là không tấn công được lần nào. Nói chung là xem các video thì trông họ rất vội vàng và bối rối, rất nhiều vấn đề và người Ukraine đến giờ thì vẫn chưa thể tìm ra được giải pháp để ổn định tình hình ở chiến tuyến. Một điều nữa mà chúng ta cần phải thảo luận, đó là đúng, quân đội Nga đã kích hoạt chiến dịch này một cách rất bất ngờ. Không biết bạn có nhớ đến những thông tin từ Cục Tình báo MI6 của Anh hay các phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh hay không? Nói tóm lại, thông tin họ đưa ra đều là quân đội Nga sẽ phát động chiến dịch Kharkiv sau ngày 15, chứ không phải là ngay giữa trưa ngày 10, sớm hơn đến tận 5 ngày. Và phương Tây hay Ukraine đều không lường trước được và chuẩn bị cho việc này. Giờ thì tất cả mọi thứ đối với người Ukraine đều sẽ phụ thuộc vào một nhân tố duy nhất. Đó chính là nhóm quân Ukraine được đưa ra tiền tuyến để đối đầu với đợt tấn công đầu tiên của quân đội Nga trong thời gian tới. Nếu như những đơn vị này thực sự cản bước được người Nga. Thêm một điều nữa, đừng quên là vũ khí cùng với trang thiết bị, cùng với phương tiện như xe bọc thép của các đơn vị này chắc chắn sẽ không đầy đủ và họ cũng không được chi viện một cách liên tục. Tức là nếu họ cản bước được quân Nga thì sẽ phải dùng chính thần xác của mình. Nếu các nhóm quân Ukraine thực sự làm được điều này thì người Ukraine sẽ giữ được Kharkiv trong một khoảng thời gian rất lâu nữa. Nhưng chỉ là nếu mà thôi. Vậy giờ hãy nói về vấn đề ai là người chịu trách nhiệm cho việc phòng thủ Kharkiv. Quay trở lại với thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã đánh bại nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới số 23 và 43 cũng như lữ đoàn số 120 và 125 của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là những lữ đoàn nào và trước đây thì họ ở đâu? Đối với lữ đoàn cơ giới hóa số 23, khu vực trước đây họ phụ trách chỉ là khu vực Ocheretine cùng với lữ đoàn cơ giới hóa số 115. Họ chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ Novokalinove, Keramik, Akhanhenske và Ocheretine. Vậy ta có thể đưa ra kết luận rằng có thể chính vì sự vắng mặt của lữ đoàn cơ giới hóa số 23 ở đây mà nó đã khiến cho toàn bộ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở Ocheretine sụp đổ do thiếu thốn lực lượng. Một điều quan trọng nữa là chắc chắn lữ đoàn cơ giới hóa số 23 đã phải chịu tương đối nhiều tổn thất sau một thời gian dài phòng thủ Ocheretine. Vì thế ngay cả khi hiện tại họ đã được đưa đến tiền tuyến Kharkiv thì chắc chắn lực lượng của lữ đoàn cũng bị tổn hao rất nhiều. Lữ đoàn thứ hai trong báo cáo của Bộ Quốc phòng
là lữ đoàn cơ giới hóa số 43. Theo như hầu hết các mapper, thì lữ đoàn này trước đó phụ trách hai khu định cư Kislivka và Kotlia Rivka ở bắc tiền tuyến Kupiansk. Bạn có thấy quen không? Đúng, cách đây một tuần thì quân đội Nga thành công xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine ở đây. Có thể chính là do lúc đó lữ đoàn cơ giới hóa số 43 đã được điều động đến Kharkiv và thay vào đó là một lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ khác. Tuy nhiên, họ lại không quen với địa hình ở đây và cũng chưa tích lũy đủ kinh nghiệm chiến trường. Do đó, mới khiến hàng rào phòng thủ ở hai khu định cư này sụp đổ ngay sau đó. Nói tóm lại, sự sụp đổ hàng rào phòng thủ ở đây của quân đội Ukraine khả năng cao là bắt nguồn từ việc họ đưa lữ đoàn nòng cốt ở khu vực này đến Kharkiv. Chính là lữ đoàn cơ giới hóa số 43. Ngoài ra, ở đây ta còn có một lữ đoàn nữa là lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 125. Họ đã có mặt ở tiền tuyến Kupiansk từ khi nó được thành lập. Vậy đây cũng là một trong những lữ đoàn có bề dày kinh nghiệm rất lớn ở mặt trận này. Và lữ đoàn cuối cùng trong thông báo của Bộ Quốc phòng là lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 120. Trước đó, theo các nguồn tin thì họ chịu trách nhiệm cho khu vực dọc biên giới với Belarus. Tức là đây là một lữ đoàn cực kỳ non trẻ về mặt kinh nghiệm chiến trường. Vì trong hàng năm qua, hay thậm chí từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, thì chẳng có một cuộc xung đột nào xảy ra ở khu vực này cả. Còn một điều quan trọng nữa mà ta cần phải thảo luận chính là video này chúng ta vừa xem ở đầu bản cập nhật. Đây là biểu tượng của lữ đoàn cơ giới hóa số 42. Họ sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào quân đội Nga ở biên giới. Nhưng trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga thì lại không đề cập đến lữ đoàn này. Tức là có hai khả năng. Một là Bộ Quốc phòng Nga đã lầm lẫn giữa lữ đoàn cơ giới hóa số 42 và số 43. Hai là cả hai lữ đoàn này hiện đều đang có mặt ở khu vực Kharkiv. Đối với lữ đoàn cơ giới hóa số 42 thì trước đó họ phụ trách khu vực Đông Chashivra, chịu trách nhiệm bảo vệ những nơi như Bodanivka, khu rừng Popovsky, nghĩa trang mới hay phạm vi cánh đồng ở phía bắc Ivanivsky. Bên cạnh đó, cách đây 2 tháng thì chính lữ đoàn này là lữ đoàn được quân đội Ukraine thông báo là do phải chịu tổn thất quá nặng nề, mất đi khả năng chiến đấu nên đã buộc phải đưa về hậu phương để phục hồi lực lượng. Vậy mà giờ mới chỉ 2 tháng sau, họ đã có mặt ở khu vực biên giới. Tổng kết lại, theo những gì chúng ta cùng phân tích thì lữ đoàn của quân đội Ukraine ở khu vực Kharkiv hoàn toàn chưa sẵn sàng cho việc chiến đấu với một quân đội Nga được đào tạo bài bản, trang bị tận răng với hàng tá các loại vũ khí khác nhau. Hai lữ đoàn duy nhất mà mình có cảm giác rằng sẽ thực sự thể hiện được điều gì đó chỉ có lữ đoàn cơ giới hóa số 43 và lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 25 được đưa đến đây từ tiền tuyến Kupiansk. Nhưng như các bạn có thể thấy, do họ được đưa đi quá gấp rút mà những nơi họ rời đi thì giờ đều đã bị lực lượng Nga ở đó xuyên thủng. Hỗn loạn là từ chúng ta có thể miêu tả tình hình ở Kharkiv vào lúc này. Vì thế việc hiểu rõ mọi thứ từ gốc rễ là một điều hết sức quan trọng. Mình mong rằng sau những phân tích hạn hẹp vừa rồi của mình thì mình có thể giúp cho các bạn phần nào đấy hiểu rõ hơn điều gì đang xảy ra ở khu vực này. Và cũng mong rằng dựa vào nó, bạn có thể hiểu được những bước đi tiếp theo của quân đội Nga và tại sao họ lại làm như vậy. Dựa theo tình hình hiện tại thì mình nghĩ thời gian tới quân đội Nga sẽ còn chiếm được nhiều mét vuông đất hơn nữa, chứ chưa dừng lại ở những gì mà họ đạt được vào lúc này. Quay trở lại với các tin tức trên chiến trường, đối với tiền tuyến Avdiivka, quân đội Nga tiếp tục thực hiện các đợt tấn công và chúng ta có một vài chỉnh sửa nhỏ trên hệ thống bản đồ. Người Nga tiếp tục tiếp cận gần hơn nữa khu vực phía nam Umansk và chúng ta cũng có video xác minh cho việc này. Phòng tuyến ở Netailove và Pevomaysk, Nevensk của quân đội Ukraine đã sụp đổ và quân đội Nga thì lại chiếm thêm được một khu vực cánh đồng nữa như thế này. Còn quân binh Ukraine ở đây thì đang cố gắng tháo chạy càng nhanh càng tốt. Ta có tin tức cho biết lực lượng Nga đã tiến vào khu nông trại ở phía nam Netailove và hiện giao tranh đang diễn ra ở đây. Người Nga đang cố gắng lấy nốt những mét vuông đất cuối cùng của khu định cư. Vì thế, mình nghĩ chỉ trong vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ có thông báo đến từ Bộ Quốc phòng. Không có video nào ở Krasnohorivka và chỉ có một tin tức duy nhất cho biết quân đội Nga đã chiếm được công viên ở trung tâm thành phố. Nếu tin tức này là đúng thì đồng nghĩa với việc Krasnohorivka đã sụp đổ. Vài nhóm quân Ukraine giờ đây đã chính thức bị bao vây hoàn toàn. Rất nhiều đợt phản công pháo kích trong hôm qua đã được quân đội Nga thực hiện ở Nam Donetsk. Rất nhiều hệ thống pháo binh của quân đội Ukraine đã bị phá hủy và ta gần như không thấy bất kỳ dấu hiệu nào chống trả từ họ. Khá giống với khu vực Kharkiv, lại thêm một nơi mà người Ukraine để mất rất nhiều pháo binh. Ta có một video khá thú vị ở mặt trận Zaporizhia. Quân đội Nga phát hiện một sân bay quân sự nhỏ và sau đó công kích vào bằng tên lửa Iskander. Lúc đó ở sân bay này đang có hai chiếc MiG-24 và một chiếc MiG-18. Nếu không bị phá hủy thì ít nhất chúng cũng bị hỏng hóc rất nặng nề. Ta có thể quan sát được hậu quả sau các vụ nổ trong video. Dịch xuống phía bên dưới
ta có một video nữa cho thấy một nhà kho chứa hệ thống phòng không cùng tên lửa của nó ở bên trong đã bị quân đội Nga phát hiện, tấn công vào bằng tên lửa Iskander, khiến cho mọi thứ bị phá hủy. Ngày hôm qua, chúng ta có một hệ thống Patriot. Đến hôm nay thì là tổ hợp tên lửa Buk-M1 cùng với cả trực thăng. Điều này chứng tỏ rằng quân đội Nga đang thực hiện hành động trinh sát của họ một cách cực kỳ xuất sắc. Trong 3 tháng qua thì họ đã thành công phát hiện ra rất nhiều vị trí của quân đội Ukraine. Vì thế giờ đây họ đang chỉ đơn giản là xóa sổ tất cả những thứ mà họ tìm thấy. Tin tức quan trọng nhất ở mặt trận Kherson là đây. Quân đội Nga dưới kết quả của một chiến dịch hay một đơn vị tấn công gì đó đã thành công giành lại toàn bộ Kulaonichia. Kulao mà cách đây vài tuần, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Sirsky thông báo rằng nó đã thuộc về quân đội Ukraine. Các nguồn tin nói rằng 24 giờ qua chính là 24 giờ tồi tệ nhất mà người Ukraine từng trải qua. Đến giờ thì họ vẫn chưa biết mình phải làm gì mới có thể giải quyết được tình hình. Vương quốc Anh vừa thông báo về một gói viện trợ mới đến Ukraine, trong đó bao gồm rất nhiều tên lửa, lên đến 1.600 đơn vị. Tất cả những tin tức này chỉ đều đang cho chúng ta thấy rằng phương Tây đang thực sự hoảng loạn và bối rối thực sự, dù chỉ một ít. Cả họ và Ukraine đều không ngờ rằng quân đội Nga chỉ trong 36 giờ giao tranh ở khu vực biên giới lại có thể đạt được quá nhiều bước tiến đến như vậy. Đây chính là sức mạnh của một trong những cường quốc quân sự hàng đầu hành tinh. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.